tiểu thư, hãy chỉ hắn cho tôi đi. Tôi sẽ bắt hắn yêu tiểu thư lập tức. Chỉ đi tiểu thư. Hắn là ai? Tướng quân bảo sao? Tôi chỉ người đó cho tướng quân. Phải. Tiểu thư chỉ đi. Tôi sẽ bắt hắn yêu tiểu thư ngay. Tướng quân, có nói thiệt không? Tôi nói thiệt mà. Nếu mà thiệt thì tôi chỉ à. Chỉ đi. Hắn ta là ai? Tại sao hắn lại ác như vậy? Hắn là... Là ai? Ôi, kỳ quá à. Kỳ? Không có kỳ. Không có cái gì kỳ hết. Tiểu thơ, tiểu thơ cái việc chỉ đi. Không có gì kỳ hết trơn rồi. Cứ việc chỉ đi. Không có kỳ hả tướng quân? Không. Nếu mà không kỳ thì tôi chỉ nha. Phải, tiểu thơ cứ chỉ đại đi. Hắn ta là ai? Đang ở đâu? Hắn ở đây nè. Hắn đang ở đây. Ai đâu? Tiểu thơ chỉ đi. Tướng quân hãy dừng cô tay của tôi chỉ nha. Đâu? Tiểu thơ chỉ đi. Dạ. Hắn ở đây. Ở ở đây chỉ có tôi và tiểu thơ đâu. Chứ đâu có hắn thấy hắn ở đâu. Hắn ở đây nè. Ở đây nè. Tôi tiểu thơ à, tiểu thơ ơi.